Triều Lệ Dịnh, Đặng Luân, Dương Mịch và dàn sao hoa ngữ đua Chen ngày ấy bây giờ. Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái của si bít, nhưng ít ai biết rằng lúc nhỏ những ngôi sao này có ngoại hình khác với hiện tại ra sao. Trong những ngày gần đây, chảo lưu bạn đã thay đổi bao nhiêu, đang sốt rần rần trên mạng xã hội Facebook. Không những các bạn trẻ mà không ít những nghệ sĩ Việt cũng không vắng mặt với trên này. Nếu như sao Việt thi nhau khoe ảnh quá khứ và hiện tại của mình, thì các sao hoa ngự sẽ ra sao nếu như họ cũng đu đưa theo trend này. Hãy cùng ngắm một số sao hoa ngự ngày ấy bây giờ, xem họ thay đổi ra sao nhé. Dương Mịch là một trong những tiểu hoa thế hệ sau 85, Dương Mịch còn là ngôi sao sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình chuẩn, nhưng ít ai biết rằng quá khứ nữ diễn viên đình đám của Cbiz cũng không khác gì bây giờ là bao, với làn da trắng, đôi môi đỏ cùng cặp mắt to thu hút. Có thể dễ dàng nhận thấy những đường nét thanh tú mà nữ diễn viên tam sinh tam thế thập lý đào hoa đang sở hữu đều có từ ngày bé. Chính những bức hình này góp phần đẩy lùi các tin đồn về phẫu thuật thẩm mỹ của cô. Triều Lê Dịn Không kém cạnh dương mịch, hình ảnh quá khứ của Triều Lê Dịn đã chứng minh được rằng nhan sắc của cô đẹp theo thời gian. Mặc dù những loạt ảnh thời quá khứ với chất lượng không tốt là mấy, nhưng vẫn không thể che giấu được nét đẹp dễ thương đáng yêu của Triều Lê Dịn. Dương Dương không hộ danh là nam thần vạn người mê, đẹp bất chấp mọi góc, máy hay cam thường, ngay từ nhỏ Dương Dương đã chứng minh được nhan sắc, anh đẹp từ trong trường nước. Nhưng hình ảnh từ lúc bé cho tới khi trưởng thành, có lẽ anh chàng chẳng hề biến đổi chút nào, có chăng chỉ là chiều cao tăng lên và thân hình thêm hoàn hảo hơn mà thôi. Sa Thi Mạn Không chỉ lớn lên mới đẹp, mà ngay từ nhỏ Sa Thi Mạn đã khiến nhiều người yêu thích bởi khuôn mặt phùng phính, bùng ra sữa, cùng đôi mắt to và trong môi đỏ đáng yêu. Thậm chí gương mặt mang nhiều đường nét yêu kiều này, Sa Thi Mạn từng được ví là tiểu lưu gia linh. Hiện tại ở tuổi 45, nhất tỷ TVB Sa Thi Mạn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng quyến rũ, mặn mà hơn. Trịnh Sảng Trịnh Sảng có lẽ là nữ nghệ sĩ chín x hiếm hoi dám mạnh dạn công khai đập đi xây lại. Tuy nhiên ngay từ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, Trịnh Sảng vẫn là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc trong trẻo, xinh xắn đáng yêu, gương mặt búng ra sửa hiện tại cô nàng không chỉ chăm chỉ đóng phim mà còn ngày càng đẹp hơn xứng đáng là nữ thần thanh xuân địch lệ nhiệt ba so với hình ảnh đáng yêu hồi bé địch lệ nhiệt ba chỉ xinh đẹp hơn chứ không hề thay đổi một chút nào ngụ quan sắc nét và đôi mắt to tròn của cô gái đến từ tân cương thực sự khiến người đối diện mê đắm lưu thi thi ngay từ khi còn nhỏ có thể thấy bà xã ngô kỳ long đã sở hữu gương mặt xinh xắn thần thái cùng phong thái ăn mặc chuẩn ngôi sao Chính vì thế, từ khi lớn lên, Lưu Thi Thi lại sở hữu diện mạo thanh khiết, đôi mắt có nét u buồn rất riêng cùng với nước da trắng hồng. Dương Tử Dương Tử gia nhập làng giải trí khi mới 10 tuổi với bộ phim Huyền Trang Bí Sử và nhà có trai có gái. Ngoại hình của Dương Tử lúc đó còn khá mùm mịm và các đường nét không có gì nổi bật. Tuy nhiên, điều không ai nghĩ đến đó chính là một cô bé mùm mịm năm xưa lớn lên lại thanh mạnh nhẹ nhàng như vậy. Những đường nét khi xưa của Dương Tử đã thay đổi rất nhiều khi lớn lên. Điều này khiến cô nàng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Đặng Luân Ngay từ nhỏ Đặng Luân đã sở hữu lán da trắng với gương mặt búng ra sữa. Cho đến khi lớn lên, nhan sắc của nam diễn viên hương mật tựa khói xương cũng chẳng thay đổi là bao. Ngược lại anh còn được khen càng... Ngược lại anh còn được khen ngày càng đẹp trai hơn. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, nhan sắc của Đặng Luân sang chói cặp bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo